Hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Mình sẽ đi tô cho phần bụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy video mình cái này kết thúc cho bạn.